Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới do Dung Danh sản xuất và cung cấp. Đó là nồi luộc đa năng inox, dung tích 100 lít. Nồi luộc này thì các bạn có thể luộc các sản phẩm chín bằng việc đun nóng. Thì cái nồi này các bạn cũng có thể đổ sôi trên cái nồi này. Bên trong nồi nó có hai cái giá inox. Đây là cái giá inox để đổ sôi. Khi các bạn nhấc ra, các bạn có thể luộc bằng cái giá bên dưới. Các bạn có thể luộc bánh chưng, luộc giò, hoặc là các bạn có thể đun nước để lấy nước sôi làm các cái sản phẩm từ nước sôi. Nồi này thì công suất của nó là 6.000W, được chia ra thành 3 thanh may so, mỗi một thanh có công suất lần lượt là 1, 2, 3. Thì ở dưới này ba cái thanh công suất ở bên trong. Khi các bạn đun thì các bạn bật cả ba thanh này lên. Xong nếu như mà các bạn muốn giảm công suất thì các bạn có thể tắt đỡ hai thanh hoặc là một thanh đi. Còn đây là cái ống van xả đáy. Van xả đáy thì khi các bạn luộc thì các bạn không phải bê cả nồi lên để đổ nước ra nữa. Các bạn chỉ cần xả đáy ở đây thì nước ở bên trong sẽ ra ngoài. Đây là cái van tiếp nước bên ngoài. Khi các bạn luộc thì các bạn có thể tiếp nước bên ngoài, không cần mở vung ra. Đây là cái ống thăm mực nước. Khi nước gần hết các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn biết được trong nồi còn bao nhiêu nước. Nồi này thì nếu như các bạn đổ xôi đổ được tầm khoảng 20 cân xôi. Còn các bạn luộc bánh thì các bạn có thể luộc được tầm khoảng 60 cân cân gạo. Thì tùy thuộc vào cái việc bạn gói bánh to hay nhỏ. Còn nồi này thì được làm hoàn toàn bằng inox 304, được bọc bảo ôn hai lớp, mỗi một lớp bảo ôn dày 2,5 cm. Trên đây là toàn bộ quá trình giới thiệu sản phẩm mới do Dung Danh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 0934 439 112, hoặc các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 0985 322 325, hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdanh.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.